thường đi đó đây buồn em tắt lưng dấu dày nửa buồn lo đôi mắt chân nghe là từng khu tiếng hồn áo đường xa không ấm gió phương xa nghìn đêm vắng nhà mát đánh rất chắc sâu tiếng mây mù đẹp tắt lép chi tiết thưa toàn thể các bác thân mến, trong video này để trả lời câu hỏi của các bác đó là chiếc máy lưng tiếng nào có chất lượng cao cấp nhất, có độ bền nhất và hay nhất trên thị trường hiện nay. Em xin được đề cử theo ý kiến bản thân cá nhân em, đó chính là chiếc máy lưng tiếng Pharrell mã số AC2020XS. Và cũng để trả lời cho những comment của các bác ở video trước là em cũng đã test giới thiệu về chiếc máy lưng tiếng này. Các bác nói rằng là chắc chắn là đấu thêm loa súp thì tiếng bass là mới chắc sâu như vậy. Chứ còn bình thường chỉ có máy lưng tiếng thì nó sẽ không sâu như thế các bác nhá. Thì để em xin phép là sẽ mở đúng cái bài hôm qua em test thì các bác sẽ đánh giá nhá. Thì xem là em có đấu loa súp không các bác nhá. Ok. Xin mời toàn thể các bác. Em sẽ test luôn. Đây là một loa. Đây là loa thứ hai. Các bác sẽ cùng nghe trải nghiệm tiếng bass nó đánh sâu như thế nào. Đây là chất của những đôi loa P3X12i. Hàng bãi xịn. Rất đẹp. Mặt lăng dù nhau bay về đâu. Một chiếc chạy, một chiếc còn lại, hai chiếc nào những khi ôm em súng tê tay. Tiếp tục tắt lăng, bật lăng. Vâng, kính thưa các bác thân mến, tắt lăng hay bật lăng, có lăng hay không có lăng, có lưng không phải để cho tiếng nhạc to hơn đâu nhá, không phải để cho nó to hơn đâu, mà là cái chất của tiếng bass, tiếng tép nó ra chuẩn và sắc nét, cũng như là lời của ca sĩ các bác nhá. Những chiếc máy lưng tiếng có nội thất ruột gan linh kiện toàn là hàng xịn, vì vậy có độ bền rất là cao, đặc biệt khi các bác nghe cảm thấy nó róc rách, nó chuẩn hơn so rất nhiều những dòng máy lưng tiếng khác. Đấy, chỉ có hai loa thôi các bác nhá. Đó là đôi loa P3X12i. Vâng, xin lỗi các bác là buổi sáng ngày hôm nay anh em đang test đồ để gửi cho các bác. Ở bên nhà nên hơi ồn ào, anh em đang test khoảng gần chục chiếc đẩy. Gần chục chiếc đẩy gửi đi các bác nhá. Các bác ngắm nhìn. Trong video này em xin được giới thiệu nguyên con một bộ sản phẩm đi, đúng không ạ? Loa P3X12i giá 13.800.000, hàng bãi xịn, rất đẹp. Rất đẹp đó nhá. Đấy. Tiếp kết hợp với một chiếc đẩy PS Audio 4 kênh. Sử dụng 2 kênh. Một máy lưng tiếng Pharrell. Tắt lưng, mặt lưng. Một chiếc vang GDKM320. Chỉ có hai loa, để em rút loa này các bác này, không phải bảo là vẫn đấu thêm loa súp.
2 giây này, đấy. Ok chưa? Khẳng định không đấu thêm một quả nào cả. Nhất trí chưa? Và các bác ngắm qua về ruột gan nội thất của máy lăng tiếng. Một chiếc máy lăng tiếng cao cấp chất lượng thì linh kiện của nó cũng phải là cao cấp chất lượng. Thứ nhất, các bác nhìn đến là cái sản phẩm đầu tiên mà mình cần phải để ý đến, đó là cái men. Con này sử dụng men màu tím, tráng một lớp sơn tĩnh điện rất là dày, có độ ánh cao, các bác hãy nhìn. Thứ hai, tất cả linh kiện đó là những con tụ. Đầu tiên là tụ hóa, toàn là tụ hóa đắt tiền, chất lượng, nhìn nó khôn nha. Những con tụ hóa này, nó là dòng sản phẩm chất lượng thì nó sẽ không bị chảy nước sau một thời gian sử dụng, ví dụ như từ khoảng 6 tháng đến 1 năm, hoặc là nó sẽ không bị khô. Vì vậy chất lượng tín hiệu âm thanh của nó sau vài năm vẫn là chuẩn chỉ. Thứ hai là những con tụ gốm, tụ sứ. Các bác cứ ngắm nhìn xem có con máy lăng tiếng nào lắp con tụ này không nhá. Đấy, mua hàng thì phải mở ra xem, cũng như là mua cái áo cái quần cũng phải mặc thử, mua đôi giày cũng vậy thôi, cũng phải xỏ chân vào xem có vừa hay không, đúng không bác? Còn mua hàng thì hãy xem là bên trong của nó nội thất ruột gan như thế nào trước khi xuất tiền. Hãy xuất tiền với những đồng tiền xứng đáng, vì đồng tiền cũng phải bỏ mồ hôi nước mắt xương máu ra thì mới kiếm được, chứ không phải là dễ kiếm. Giá trị là 1.900.000 đồng bao ship kèm dây dắt. Nó sử dụng hoàn toàn chiếc áp của hãng Apex, các bác hãy nhìn nhé, tất cả đều là của hãng Apex. Những chiếc áp nổi tiếng, một thương hiệu làm chiếc áp nổi tiếng, chuyên làm những chiếc áp để lắp cho những con âm ly của Hàn Quốc, ví dụ như con 203L, 506L, 203335A. Chiếc áp của con này rất là bền. Và các bác đã sử dụng rồi, hãy cho em comment ở bên dưới thử xem là các bác đánh giá. Các bác đánh giá ý kiến cá nhân của mình, nói rằng là con này đã dùng rồi là tốt hay là con này là không tốt. Đấy, các bác cứ comment ở bên dưới các bác nhá. Con này sử dụng hoàn toàn linh kiện chuẩn. Đặc biệt tiếp theo đó là những con điện trở các bác nhá, 5 vạch màu với dòng điện trở tốt. IC của nó thì các bác nhìn này. Đấy, dòng sản phẩm hàng chuẩn, rất là nét số. Còn mặt của nó thì sao? Mặt của nó sử dụng mặt CNC nhôm phay nguyên khối, rất là đẹp các bác. Nhôm phay nguyên khối các bác hãy nhìn này, nhìn trong anh đang tiếng nó khôn, ok chưa? Tiếp theo, đường tín hiệu vào, đây em giới thiệu luôn. Nó cũng rất là cẩn thận các bác nhá. Nó sử dụng hai đường tín hiệu vào là rắc hoa sen, đấy. Mạ màu đồng vàng, đấy, để cho cắm tiếp xúc nó chuẩn chỉ hơn. Đấy, và lâu ngày nó sẽ không bị han các bạn, đấy. Nó mạ cái màu đồng vàng này vào rất là đẹp các bác nhá. Đường ra cũng vậy thôi. Đường vào hỗ trợ hai đường calon, đường ra hỗ trợ hai đường ca lông nữa, đấy, vậy là 4 đường vào 4 đường ra, hỗ trợ tiếp đường xua bát ra, đấy, một đường ca lông các bác có thể cắm ra đẩy để đánh một quả súp hơi, và các bác có thể cắm hai đường hoa sen rất là dễ. Con này sử dụng điện 220V các bác nhá, điện 220V, cái khối nguồn của nó được bọc một cái lớp này, tất nhiên là cũng vừa để hơi có vấn đề can thiệp về nhiễu, thứ hai là nó cũng đỡ bị va chạm, đỡ bị hỏng khối nguồn, đúng không các bác? Đấy, và em đã giới thiệu tổng thể toàn thể các bác, đúng không? Đánh giá chi tiết và trả lời câu hỏi của các bác là con lưng tiếng nào đạt tiêu chuẩn trên thị trường hiện nay. Đấy, giá cả hợp lý, đầu tư một lần và sử dụng được lâu dài đó nhá. Và em xin phép gửi lời chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.